Khi mà mọi người thấy clip này, có nghĩa là mình đã ăn và rình rập một tháng trời mới sưu tập được đủ một điều đó. Mỗi tuần là sẽ đi mua một lần và mỗi lần là sẽ mua hai combo đồ ăn để được hai món quà khác nhau của tuần đó. Năm nay như là nó muốn con mèo quá nên tâm mình sẽ rơi được lên ngôi nè. Ủa nha, thì màu hồng nên mình sẽ khui chứ. Cái này là cái hình này như là... Con tôm thì nhìn bẹp dí như cái thảm, còn cherry là trượt dai chứ thành cầu thang. Tiếp theo, một cái bóng của con cherry. Mục tiên là con mèo. Mình còn phải lắp ráp nữa. Chứ là phải coi, tôi để lại cái này coi lắp ráp mới hiểu được. Mấy bà nhỏ nhà Mi đó, bữa giờ cũng trông chờ mình đã unbox cái này lắm. Tại vì mình đã unbox xong thì mấy bà mới được chơi. Bowling đâu. Trong các đồ chơi hôm nay á, món bowling là mình thích nhất luôn á. Nhìn giống như là cái kiểu nó biến hình rồi, nhìn nó khác lạ nên dễ thương. Bây giờ thì tới cái này. Một cái ghế sofa. Còn cái này chơi theo kiểu mình chỉ là một người té ra. Vậy thôi đó, hết rồi. Còn cái món này là hai con móng chuột nó vắt con tôm, nhìn không khác gì như đang vắt khăn vậy đó. Hình như là mỗi một món đồ chơi này nó mô phỏng lại một cảnh nhỏ trong cái tập hoạt hình nào đó của Tom Jerry. Mà không biết giờ mọi người còn coi Tom Jerry không, chứ thời cỡ tụi mình 8X 9X là rất là mê Tom Jerry ha. Cái này như là cái ống khói. Nó còn có hình dáng kèm theo cho mình. Đây là một em Tom phiên bản hình vuông sau khi bị kẹt từ ống khói tụt xuống. Nhìn cũng dễ thương. Trời ơi, nói về Tom Jerry là một tuổi thơ rất là dữ dội luôn. Món này thì mình cảm thấy nó hơi vô chi, không biết chích đoạn trong cái tập nào nữa mà nhìn nó sao sao á. Đây là bịch thứ 7. Mình tự đoán là con Jerry nó bị con Tom dí đường cùng rồi. Nó sẽ đu cái khăn từ cửa sổ phòng tắm đi qua cây cột điện. Đây là cuối cùng. Cái này thì mình thấy cũng dễ thương. Con Tom thì đang tắm, còn con Jerry sẽ là bong bóng xà phòng bay đi. Vậy là mình đã unbox hết rồi. Nếu mà được chọn thì mọi người sẽ thích nhất món đồ chơi nào trong buổi tập này?